không khí lạnh bao trùm miền Bắc, miền Trung lại sắp gánh cơn mưa kỷ lục. Sáng nay 4 tháng 11, không khí lạnh đã bao trùm miền Bắc, nhiệt độ dao động từ 21 đến 23 độ C, khu vực miền núi có nơi xuống dưới 17 độ C. Tại Hà Nội, người dân ra đường sáng sớm đã phải mặc thêm áo khoác trong tiết trời se lạnh, ghi nhận nguồn tin từ báo Công Luận. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trong sáng nay 4 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi chuyển rét. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực Hà Nội ngày và đêm 4 tháng 11 có mưa, mưa rào, chiều chuyển lạnh với nhiệt độ phổ biến 21 đến 23 độ. Đêm trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 đến 20 độ. Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Theo cơ quan khí tượng, cũng do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Hải có mưa lớn diện rộng và dông. Ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong đêm qua và sáng sớm nay 4 tháng 11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế cũng đã có mưa vừa, mưa to và dông. Các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3 tháng 11 đến 3 giờ ngày 4 tháng 11 có nơi trên 50mm như Đầm Dơi, Cà Mau 105,6mm, Vĩnh Kim, Quảng Trị 98,0mm, Bến Sỏi, Tây Ninh 78mm, Kỳ Thịnh, Hà Tĩnh 64mm, Thuận An, Thừa Thiên Huế 58,6mm, Long Điền Tây, Bạc Liêu 53,6mm. Dự báo từ sáng sớm 4 tháng 11 đến sáng sớm 6 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 150 mm trên 6 giờ. Từ sáng 4 tháng 11 đến sáng 5 tháng 11, khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Ngoài ra, ngày và đêm 4 tháng 11 ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Ngày và đêm 6 tháng 11 ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Riêng khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng, lượng mưa phổ biến 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung được dự báo có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo mưa lớn, thủy điện các tỉnh miền Trung chuẩn bị ứng phó. Dự báo từ đêm 3 đến 8 tháng 11, các địa phương khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11. Để chuẩn bị ứng phó lũ sau cảnh báo mưa lớn, các hồ thủy lợi, thủy điện ở Huế và Quảng Nam đang điều tiết để hạ mực nước trong hồ, ghi nhận nguồn tin từ truyền hình An ninh Nhân dân. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có công điện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương theo dõi thông tin dự báo, diễn biến của mưa lũ, không để bị động bất ngờ trước mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Để hạ nhanh mực nước hồ tạo dung tích phòng lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tiếp tục điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tu bin với lưu lượng tăng dần,
tránh đột biến và điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Tại Quảng Nam, để chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các hồ thủy điện sông Bung 2, sông Bung 4, Đắc Mi 4, sông Tranh 2 chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước hồ không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất và chuyển chế độ vận hành theo quy trình. Việc tổ chức vận hành phải đảm bảo không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông hạ du hồ chứa. Cơn bão số 6 vừa qua đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo thống kê, lượng mưa lớn do bão đã làm trên 115.000 con gia cầm bị chết, gần 4.000 con gia cầm bị cuốn trôi, 1.000 hecta hoa màu, rau màu bị thiệt hại trên toàn tỉnh. Trong trận bão số 6 vừa qua, mưa lớn ở thượng nguồn cùng với mực nước sông lên nhanh đã gây ra lũ quét tại nhiều nơi. Nhiều chủ trang trại chăn nuôi tại Quảng Bình dù nằm ở vị trí cao nhưng vẫn trở tay không kịp, bất lực nhìn tài sản trôi theo nước lũ. Dự báo trong những ngày tới, tỉnh Quảng Bình tiếp tục hứng chịu những đợt mưa lớn tiếp theo. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các công điện chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền Trung. Đặc biệt yêu cầu người dân dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, pin dự phòng, kê cao, di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn để tránh ngập lụt. Tuyệt đối không chủ quan khi di chuyển và thực hiện tốt các biện pháp ứng phó trong mưa lũ. Các đơn vị địa phương, ban ngành theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động sẵn sàng ứng phó thiên tai, cứu nạn cứu hộ, xử lý kịp thời tình huống có thể xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đà Nẵng chuẩn bị ứng phó, cảnh báo cấp độ 1 về rủi ro thiên tai do mưa lớn. Theo dự báo, từ sáng 3 tháng 11 đến hết đêm 4 tháng 11, tại các quận, huyện ở Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại thành phố phổ biến 50 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Theo nguồn tin từ báo Vietnam Plus, ngày 3 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông tin, trong 24 giờ qua, từ 7 giờ ngày 2 tháng 11 đến 7 giờ ngày 3 tháng 11, lượng mưa ở thành phố phổ biến từ 10 đến 25mm, có nơi cao như xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang với 48,8mm và đưa ra cảnh báo cấp độ 1 rủi ro thiên tai do mưa lớn. Theo dự báo, từ sáng 3 tháng 11 đến hết đêm 4 tháng 11, tại các quận, huyện ở Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại thành phố phổ biến 50 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Đồng thời cảnh báo từ ngày và đêm 5 tháng 11, thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến 80 đến 130mm, có nơi trên 180mm. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị lực lượng vũ trang, các sở ban ngành địa phương cần khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 6, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai. Đồng thời sẵn sàng triển khai phương án phòng chống thiên tai, rà soát các khu dân cư ở vùng trũng thấp ven sông suối có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đặc biệt chú ý người dân sống ở ven sông Túy Loan và Cù Đê, thông báo tình hình thiên tai đến người dân để họ chủ động ứng phó. Ngoài ra, các địa phương cần rà soát, sẵn sàng triển khai di dời người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, phối hợp với các đơn vị liên quan, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Các bên liên quan vận động người dân chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà, đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại và thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp nếu có.